Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với Không Gian Ký Ức. Và ở đoạn này thì chắc chắn mọi người đang mong chờ được biết rằng là bạn của Ký Ức là ai. Khi đang nói về boys band, chắc chắn nhân vật này cũng sẽ là một chàng trai đúng không ạ? Xin mời mọi người cùng đến với Đào Bá Lộc. Đào Bá Lộc xin được gửi lời chào tới tất cả các khán giả của chương trình Không Gian Ký Ức và gửi lời chào tới anh Tùng Leo. Bây giờ thì tôi phải hỏi ngay lập tức, đó là ngày xưa tới bây giờ có bao giờ mong muốn gia nhập một band nhóm nào hay không? Thật ra là không phải có mong muốn mà là Lộc đã từng thử sức gia nhập hai band, nhưng mà có lẽ là bởi vì giọng hát và ngoại hình của Lộc nó không có hợp để hoạt động tập thể lắm, cho nên là hai cái dự án đó nó đều không có thích hợp với Lộc. Thật ra thì một band nhạc nó rất là khó ở chỗ là tất cả mọi người đều phải có một mẫu số chung. Và ở trong một ban nhạc thì bao giờ cũng sẽ có một người nổi bật, và người đó thường sẽ phải tách nhóm rất là sớm. Người ta gọi là con đường solo chỉ dành cho những ngôi sao là vì vậy. Anh chàng này chắc là có tố chất ngôi sao ngay từ còn bé, đúng không? Rất là cảm ơn anh, nhưng mà có lẽ là Lộc không có dám nhận lời khen đó đâu. Bây giờ thì tôi sẽ đến với Đào Bá Lộc với gói câu hỏi nhanh của chương trình. Thành viên nam của nhóm nhạc nào đã từng theo bạn vào những giấc mơ? Đó giờ Lộc chưa từng thần tượng một nam ca sĩ, một nam diễn viên nào hết. Rồi xong, các boy band thân mến, các anh thất bại. Nếu trở thành một nữ ca sĩ thì sẽ muốn sánh đôi với nam ca sĩ nào nhất trong âm nhạc? Chắc Lộc sẽ chọn Ricky Martin. Wow, một người rất là nóng bỏng đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Được mời tham gia live show của Westlife và Backstreet Boys cùng một ngày thì sẽ chọn show nào? Lộc không có muốn bị thiên vị, nếu mà bắt buộc phải chọn thì thôi mình sẽ ở nhà và bữa sau mua DVD xem lại hết cả hai live show. Đợi chừng nào ra đĩa mới đi coi, là một năm sau nữa mới được coi đó. Trời, nghiệt ngã quá em ơi. Rồi bây giờ tiếp theo nhé, hành động mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ đã làm là gì? Thật ra Lộc cảm thấy tất cả những hành động của Lộc làm đều mạnh mẽ. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thật ra cái chữ mạnh mẽ nó không có minh chứng được là bạn phải có bề ngoài như thế nào, mà mình dám làm gì nó mới là mạnh mẽ. Đập tay cái đi anh. Nhận được lời tỏ tình nhiều hơn từ ai, các chàng trai hay các cô gái? Lộc nhận được nhiều lời tỏ tình hơn từ các bạn gái. Thì tốt thôi, có sao đâu nè. Thường thì Lộc từ chối hết. Tiếp tục nha, nếu một ngày phát hiện ra trong bó hoa của khán giả tặng mình có một lá thư tỏ tình bí mật thì sẽ làm gì? Lộc nghĩ là mình là người của công chúng nên là tình cảm của người ta dành cho mình thì mình cứ đáp lại thôi. Đáp lại làm sao bây giờ, thư không biết của ai sao đáp? Những ca khúc của Lộc nó đều gửi gắm rất nhiều tình cảm của Lộc. Khi bạn nghe thì bạn hãy tưởng tượng là cái ca khúc đó là Lộc hát dành cho bạn. Rồi, em được giải hoa hậu ứng xử. Tiếp nha, bạn soi gương bao nhiêu lần một ngày? 10 lần, 20 lần hay nhiều hơn 30 lần? Lộc nghĩ là chắc là nhiều hơn 50 lần á. Wow. Lộc cũng không kiểm soát được, Lộc cứ thấy gương là Lộc là phải sáp vào xem thôi. Rồi ôi, hơn 50 lần. Tiếp tục nha, dấu hiệu đầu tiên bạn thường tỏ ra cho ai đó khi bạn thích người ấy là gì? Là cực kỳ lãnh đạm với họ. Nếu nhận được thông báo là single mới của bạn nhận được giải Grammy thì sẽ gọi điện cho ai đầu tiên? Chắc là Lộc sẽ gọi điện cho mẹ đầu tiên để khoe. Tại vì đó giờ thì tất cả những cái gì để khoe Lộc đều gọi điện cho mẹ đầu tiên hết. Và câu cuối cùng, nếu bị ai đó nói thẳng trước mặt là không thể chấp nhận được hình tượng của bạn thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu mà nói thẳng trước mặt thì không có, nhưng mà mình vừa đi qua nói ngay sau lưng thì có. Nhưng mà riết rồi cũng quen nên là mọi người cứ nói gì nói, quan trọng là Lộc thích làm những gì thôi. Cảm ơn Lộc rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa đi qua những câu hỏi dành cho Đào Bá Lộc. Còn bây giờ sẽ là phần tiếp theo của chương trình, một thử thách nho nhỏ rất ngọt ngào dành cho Đào Bá Lộc. Thử thách như sau: tôi sẽ cho bạn những mùi vị kẹo khác nhau. Hãy hát ca khúc đầu tiên mà bạn nghĩ đến trong đầu khi ăn viên kẹo có mùi đó. Được chưa? Dạ. Rồi bắt đầu nha, cho em chọn luôn á. Rồi bỏ vô miệng. Đó là gì? Bạc Hà phải không? Bạc Hà. Bạc Hà hát bài gì trời? Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. Ok, hợp lý. Rồi bỏ miệng. Gì? Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời. Sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cũng thông minh đó chứ, ha. Gì? Cam. Chua chua ngọt ngọt. It's just a little crust. Not like everything I do depend on you. Sha la 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 la. Giỏi đó. Caramel á? Caramel thì dễ rồi.
I give you all I have in every single day. Just love me and don't look back. And la 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 la. Bạn này bạn phản ứng nhanh dễ sợ luôn á. Còn viên cuối cùng nè. Sao chua vậy? Me, me nhiều. Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa, vẫn hay nô đùa mỗi ngày và hay hai me cho nhau. Vào lúc này thì tất cả mọi người đang ngồi trước màn ảnh nhỏ chắc là đang vỗ tay cho Đào Bá Lộc. Phần thử thách khá là ngọt ngào, tuy nhiên là anh tin là ngày hôm nay em sẽ bị loạn vị đó. Tại vì em ăn rất là nhiều. Em loạn vị rồi. Và bây giờ thì cùng với cái sự loạn vị đó thì Đào Bá Lộc phải đến ngay với phần quà dành cho khán giả. Đó chính là một bài hát. If only you could see the tear in the world you left behind. If only you could hear my heart just one more time. Even when I close my eyes, there's an image of your face. It once again I come to realize you are lost, I can't replace. Hey, yeah. Soledad is the keeping frozen lonely. Since the day that you were gone, why did you leave me so laid out? In my heart you were the only, and your memory lives on. Why did you leave me so late down? Time will never change the thing you told me. And after all it's meant to be, love will bring us back for you and me. If only you could see. Soledad is a keeping frozen lonely. Since the day that you were gone, why did you leave me so laid out? In my heart you were the only, and your memory lives on. Why did you leave me so laid out? Why did you leave me so laid out?